Đó mình sát bên luôn á. Giờ mình đang ở đây. Hả? Gì con? Hướng cấp treo. Hướng cấp treo trên này mà. Hướng treo đây nè. Trên này có cái bảng chỉ nè. Đây nè, hướng cấp treo đây nè. Lên đây. Hướng cấp treo nè mấy bạn. Làm liền đi, những người ta có kinh nghiệm ở đây người ta nói nè. Rồi thì ra nhanh cáp treo đi nhanh lên. Cáp treo về dưới. Đây là ra chỗ cầu vàng đây nè. Rồi buổi chiều 5 giờ luôn. Gần 5 giờ rồi. 4 giờ 45. Nhanh đi Miễn ơi. Buổi chiều tà rồi. Một ngày luôn hả? Đây ba giữ suy gì cho rồi xuống nhà ga này luôn. Ra là phải sáng mình đi không ta? Sáng mình lên đó. Đúng không xì? Ra luôn. Đi nhanh nhanh. Đi qua đây cho nó. Đi. Nhà ra là sáng luôn nè. Đi lại. Xây bên kia kìa. Mát lạnh luôn. Gió mát lạnh luôn. Xây quá trời xây. Thế nên hồi sáng mình đi cái hang rồi. Mình đi cùng lại đó, mình đi cùng cái này nữa. Buổi chiều này. Nên là con làm gì? Hả? Làm gì? Hà bố rồi. Chắc không được. Đi con làm gì? Cái này là lúc này là hướng mà quay lại lại mẹ. Không quay. Nhìn mà. Nhìn mà. Quay lại sao nhìn được? Ừ. Con qua đây con học trước mặt này nè. Ừ. Con qua đây con ngồi. Con ngồi bên trước rồi mình. Đó ngồi phía bên kia nè, ngồi phía này nè. Đây. Đây. Con ngồi phía này nè. Có xe đường xe mà xe chỉ chở chứ. Bê tông bực liệu lên rất làm đường đủ hết nữa, phải có đường thì xe đang lui kìa. Dốc mà ở đây chơi vui không bên bên à. Bên chơi mệt chơi về đúng lối người nắng căng như con. Ừ, đây đây mát không
tí rồi đó mấy. Một bên là mặt trời, một bên là mặt trăng hả? Ừ. Ủa mình bên có đi cái gì, cái cáp này khác hả ta? Ủa vậy hả? Cái cáp này khác không hả? Ủa vậy xuống rồi hả? Đúng không? Nó đi qua cái nhà ga này. Ủa vậy là xuống rồi hả? Đeo đồ lên, đeo đồ lên, đeo 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 đeo. Xuống rồi. Ủa rồi đi xuống chứ bằng đường nào? Cáp đi lẹ hơn cáp mình. À không, nó cái này là cáp này xong rồi lại đi một cái cáp cáp dài, hiểu không? À, con đi nữa. Cố chi chụp đây nè, cố nè, cố nè. Anh nói là giờ là mưa giông, người ta đang lùa xuống đây nè, đang lùa xuống đi đi xuống thành phố, đang đi cáp treo là bị vậy đó. Được chưa chụp nó không? Không. Còn lần xa đi nữa, năm sau đi nữa. Rồi ok, duyệt duyệt cáp treo leo lên. Ok. Rồi lên lên lên. Cất cất treo này đi xuống luôn á. Nhanh nhanh nhanh. Bye 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 bye. Nhanh 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 nhanh. Di chuyển chạy mưa giông mưa giông. Họ lên làm rồi. Rất là đông. Đông rồi mọi người chạy ào ào luôn rồi. Liên tục liên tục. Đi được là đi thôi đúng không? Dạ mọi người ào ào luôn. Đông rồi, đông rồi. Vô đây, mình vô đây, mình vô đây. Rồi, vô đây. Rồi, vô đây. Rồi, vô đây. Chú ngồi bên đây nè, mày ngồi bên đây nè. Vào đây đi, hai hai chị em vào đây đi. Vào đây, vào đây, vào đây. Chụp trên nè, để mọi người chụp trên cầu vàng đó là lùa hết rồi. Mà lùa xuống hết luôn á. Có cho chụp bên đâu? Đi xuống rồi, đi xuống nha. Dốc lắm luôn á. Nhìn rồi. Quay lại đâu, quay lại. Quay lại nhìn này coi. Chắc cái khúc cúp giữa giữa đó nhà cho người ta ở nè. Lưng chừng núi đó mấy cái chung cư đó. Nhân viên ở đó được rồi. Khỏi phải ly cáp. Hả? Đó, nghĩ cho. Nó vào trong đó. Ok, chung cư nè. Mày nhỏ chỗ đoạn kia. Mình thì tắm lên đoạn kia. Hơi xa. Kia là Sơn Trà. Ôi, mây, mây nó bay ngang núi Sơn Trà. Đây cơn sông này. Nhà ở này, nhà ở này. Cơn đang xây nè. Có màu xanh nè. Ừ. Nhân viên ở ok. Đây, đồ đây đâu. Đây, máy hướng đi. Đang làm đúng không? Cục máy đang xem. Đó, đây.
kia đang làm cái gì? Nè, làm dốc đi bộ xuống hả? Ừ. Cái mặt trăng đó. Chưa có cúi. Mẹ con màu đỏ đỏ nè. Hả? Con màu đỏ đỏ con đưa mẹ giữ á. Ủa cái chân nó đỏ đâu rồi? Nó làm cái dốc này thì ai đi bộ lên giữ cái chân.